chào quý vị. Thưa quý vị, miền Tây Nam Bộ hay còn gọi là Đồng bằng sông Cửu Long nổi tiếng với cây trái xum xuê, khí hậu ôn hòa nên tham quan vào mùa nào cũng đẹp. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Vietourist mở bán tour miền Tây liên tuyến 5 ngày 4 đêm đặc sắc, tiêu chuẩn 3 đến 4 sao, giá rẻ chưa từng có, chỉ 2.988.000. Đến với hành trình này, du khách chẳng những được tham quan những địa điểm nổi tiếng mà còn được thưởng thức những món ăn đặc sản và quan trọng là được trải nghiệm nhiều hơn về nếp sống, văn hóa và con người miền Tây Nam Bộ. Hành trình đầu tiên, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang. Đến với Tiền Giang, check-in phim trường Mekong hoành tráng. Không cần phải có visa nhập cảnh, du khách sẽ được đi một vòng từ châu Á đến châu Âu và nước Mỹ, ngắm hoa anh đào Nhật Bản. Tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, nơi được ví như tiểu Thái Lan, lịch hình đẹp không kém xứ sở Chùa Vàng. Đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thủ phủ đất sen hồng, vùng đất sen hồng, tháp 10 đẹp nhất bông sen, sẽ đưa du khách trở về với không gian nhà sàn Nam Bộ. Sa Đéc đón chúng ta bằng muôn sắc hoa nở rộ với hàng trăm giống hoa khác nhau. An Giang hiện đang là một ngôi sao mới nổi trên bản đồ du lịch của Việt Nam. Đến thành phố Long Xuyên, tham quan làng Chăm, khám phá và tìm hiểu đời sống của đồng bào người Chăm. Đến Châu Đốc, tỉnh An Giang, thăm viếng miếu Bà Chúa Xứ, khu du lịch núi Sam. Tham quan núi Cấm là ngọn núi cao nhất. Tại đây, du khách có thể sử dụng trải nghiệm cáp treo để khám phá khu du lịch lâm viên núi Cấm với khí hậu mát mẻ. An Giang còn là xứ sở của những cây thốt nốt và quý khách sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh thiên nhiên rừng tràm Trà Sư. Những ngày tiếp theo trong hành trình, chúng ta sẽ đến Kiên Giang, rừng U Minh, Cà Mau, khám phá vẻ đẹp vừa thơ mộng vừa hoang sơ của vùng đất địa đầu Tổ quốc. Vietourist sẽ đưa quý khách đến Hà Tiên với biển Mũi Nai thơ mộng, Hồng Phụ Tử, viếng Lăng Mạc Cửu, người có công khai phá đất Hà Tiên. Tham quan thạch động, cảnh đẹp nổi tiếng trong Hà Tiên Thập Vịnh, check-in cửa khẩu quốc tế Xìa Xía Việt Nam Campuchia. Có lẽ là rất nhiều quý khách đã từng nghe câu hát, nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đến Cà Mau, quý khách chụp hình check-in rừng quốc gia U Minh Thượng, sau đó tham quan vườn quốc gia U Minh Hạ. Đến Cà Mau thì phải nhất định đón bình minh và check-in tại mũi Cà Mau, cực nam Tổ quốc. Từ Cà Mau, chuyến xe của Vietourist sẽ đưa du khách ngược về Bạc Liêu, nghe bài Dạ Cổ Hoài Lan, rồi ghé Sóc Trăng, nghe điệu Sóc Sờ Bay. Đến với tỉnh Bạc Liêu, du khách sẽ được tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu như nhà hát Cao Văn Lầu, Phật Bà Nam Hải, nhà công tử Bạc Liêu, cánh đồng Điện Gió, check-in chùa Khmer Sim Cán, một trong những ngôi chùa đang được cư dân mạng tìm đến chụp ảnh nhiều nhất hiện nay. Đến Sóc Trăng, tham quan chùa dơi độc đáo với hàng ngàn con dơi quạ treo trên những tán cây sa la. Điểm đến cuối cùng của tour miền Tây liên tuyến là hành trình Cần Thơ Bến Tre, tận hưởng cảm giác bình yên ở vùng đất Tây Đô, thưởng thức cây trái đặc sản miền sông nước. Đến Cần Thơ, quý khách được trải nghiệm buổi tối tại du thuyền trên bến Ninh Kiều, hòa mình vào không khí miền sông nước. Khám phá chợ nổi Cái Răng vào sáng sớm sẽ là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Chợ nổi Cái Răng, một trong những chợ nổi lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, là nét văn hóa mua bán trên sông đặc thù của người Nam Bộ. Di chuyển về Bến Tre, vùng đất được mệnh danh là vùng đất tứ linh với bốn cồn nổi tiếng: Cồn Long, Cồn Lân, Cồn Quy, Cồn Phụng. Quý khách sẽ được tham quan vườn trái cây, đi xe ngựa trên đường làng, thưởng thức đặc sản miền Tây như cá tai tượng chiên xù, cá lóc nướng trui, xôi chiên phồng, lẩu cá linh hòa điên điển. Mới nghe thôi mà Như Nguyễn đã thấy thèm quá chừng rồi đó quý vị. Những điểm đến hấp dẫn chứa bao điều thú vị về thiên nhiên và con người miền Tây Nam Bộ đang chờ đón bạn trong hành trình miền Tây liên tuyến 5 ngày 4 đêm. Nếu không có nhiều thời gian, quý khách có thể chọn tour ngắn ngày 4 ngày 3 đêm giá 1.988.000 hoặc 3 ngày 2 đêm giá 1.388.000 và tour 2 ngày 1 đêm giá chỉ 688.000 đồng mà thôi. Đăng ký tour du lịch của Vietourist, quý khách hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá tour đã bao gồm vận chuyển bằng xe ô tô du lịch đời mới, máy lạnh, các bữa ăn thưởng thức đặc sản địa phương tại nhà hàng, thỏa sức nếm trải đủ loại trái cây, lưu trú tại khách sạn chuẩn 3 đến 4 sao, vé các cảnh điểm tham quan, hướng dẫn viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, bảo hiểm du lịch trị giá 30 triệu đồng và quà tặng của Vietourist kết hợp với công ty truyền thông V-Media sẽ gửi tặng những hình ảnh và video cho du khách.
hãy liên hệ ngay với Vietourist qua tổng đài 1900 1868 hoặc website vietourist.com. Được phục vụ và đồng hành với quý vị trong những hành trình trải nghiệm chính là niềm vui của chúng tôi. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để chúng tôi tiếp tục gửi đến với các bạn nhiều video thú vị nữa nha. Vietourist, kỳ diệu từ sự khác biệt.